Trò chơi tưới nước cho hoa này, một người dùng tay chỉ hướng, một người xoay mặt. Nếu người xoay mặt ngược với hướng tay thì thắng. Ngược lại, nếu xoay mặt cùng hướng với tay thì thua. Ai thua ở lượt đấu của mình sẽ bị đối thủ tạt nước. Các bạn đã hiểu luật chơi chưa? Em hiểu ạ. 1, 2, 3. Đi trước người ta nữa. Ủa gì hả? Em bị trước nhịp hả? Đúng rồi. Còn lượt nữa mà. À, vậy anh đến dịp giùm em đi chứ cái dịp em okay. Trước em bị trước dịp. Chú bị 1, 2, 3. 1, 2, 3. Rồi, ngay cấm em ơi. Chọn chế đúng em. Em ơi, hãy tin vào em. Rồi chuẩn bị. Biết trái phải. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hay quá, 5 cái rồi. Gì vậy? Gì vậy Nguyễn? Chọn em một lần được không? Không. Chú bị 1, 2, 3. 1, 2, 3. Trời ơi. Ủa? Mấy cái như đọc đồng suy nghĩ của em vậy đó. Hai người tạc thù danh gian luôn. Hai người tạc thù tôi luôn đi. Cái hay quá. 1, 2, 3. Rồi bây giờ ai? Dạ. Có gì nói chuyện không? Có nói chuyện gì trước khi chơi không? Không. Đừng buông ra. Dạ để em. Chơi một cái show cho anh. Ai mà thua tạm. Chơi cái show. Đúng rồi. Chơi show. Show đi. Cô làm như con thắng hay gì? Chơi năng lượng đi vũ trụ. À. Bây giờ trước khi chơi hỏi nè, muốn thắng cuộc chơi hay là thắng cuộc hôn nhân? Ủa gì liên quan sao? Tự nhiên sao đem chuyện gia đình cô ra vậy? Liên quan gì? Thường thường đi chơi game mà thắng là về nhà vợ chồng lục đục. Tôi toàn thua về nhà vợ chồng hạnh phúc. Thật sự hạnh phúc không? Tôi không có thương chồng. Nói với anh chắc vợ em ly dị luôn rồi đó. Chơi tự nhiên chơi game thắng cái vợ chồng không hạnh phúc. Mà bữa giờ tôi thắng không? Hay là anh chuồng vợ chồng tôi? Anh ly dị anh mới vô lòng. Chơi đi. Chơi chị ơi. Rồi em chơi đi. Chơi, em chơi trước hả? Ừ. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hay quá. Một, hai, ba. Hai, ba. Hay quá. Hay còn. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Đi trước người ta nữa. Ủa gì hả? Em bị trước nhịp hả? Đúng rồi. Còn lượt nữa mà. Vậy anh đến dịp giùm em đi chứ cái dịp em trước em bị trước dịp. Chú bị 1, 2, 3. 1, 2, 3. Rồi ngay cấm ngay cấm em ơi. Chọn chế ổn em. Em ơi hãy tin vào em. Rồi chuẩn bị. Biết trái phải. Biết trái phải. Ủa sao mấy bên này ngoài vậy? Dạ nó quen cái cơ khớp đầu với nó rồi. Chuẩn bị. Áp lực quá à. Buka cái này nữa là thắng đó Buka. Thôi đừng như vậy. Quề cái nữa nè. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hay quá. 5 cái rồi. Gì vậy? Gì vậy Nguyễn? Chọn em một lần được không? Không. Chú bị 1, 2, 3. 1, 2, 3. Trời ơi. Ủa? Mấy con gái như đọc đồng suy nghĩ của em vậy đó. Hai người tạc thù danh gian luôn. Hai người tạc thù tôi luôn đi. Cái hay quá. 1, 2, 3. 2, 3. Nói chung là em cũng thương chị Dạ. Cái này đồng đội em cho mọi người nắm vào chơi nhẹ vào chiếc này và dạ, chúng ta cùng tạt được. Bỏ vào vai em đi. Hợp lực rồi. Dạ. Vô. Có nghĩa là hồi nãy em lỡ đánh chị 2 cái thì em cũng thấy có lỗi cho nên là em sẽ nương tay với chị. Tình bạn là ở đây, mình cũng có đồng đội chứ. Đây các bạn, đây. Đúng. Qua kia đứt, qua kia đứt. Đó. Khỏi đụng nước đi không? Dạ. Ủa? Khỏi chung nước. Ủa là cái tình gì vậy? Phạt có người ăn phải là phạt đậu đó. Thật vô nghĩa. Hợp lực. 3, 2, 1.
Sao giả câm lặng không rồi? Nè, anh cũng bị ướt giống em rồi chứ có hơn thua gì mấy đó. Hôm trời này đang nóng mà đúng không? Tôi kiểu này chết qua hết. Em không thấy là khán giả thấy mặt bọc của Lương Lâm Vĩ Dạ. Chị nghe là đi, chị nghe là đi. Mặt chị thấy ghê quá. Mặt mọc của Lâm Vĩ Dạ đã lòi ra rồi. Mấy anh chơi đi, mấy anh chơi giỏi hơn á. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Rồi, tự xử. Anh trước đi, anh làm tôi trước đi. Ừ. Anh thương tôi không? Thương. Một, hai, ba. Một, hai, ba. Hai, ba. Trời ơi, dở quá vậy. Anh xả ngược rồi. Anh ơi, đã làm gãy tay em, anh cho em một lần. Anh Tuấn đã làm gãy tay em. Em còn làm lại mà. Anh đưa anh tặng em sao? Sao? Thua thì bị tạt thôi. Một. Một, hai, ba. Hai, ba. Một, hai, ba. Lát. Lâm mới là Lâm á. Tôi thân bại danh liệt rồi. Tôi thân bại danh liệt rồi. Hôm nay chúng ta không có hai người đó là Ngọc Phước và Nguyễn Quý Huy mà đã chơi lăn xả như thế cũng đã là một thành công rồi. Quá vui rồi. Quá vui rồi. Chắc hai người kia dễ vui bằng vậy. Quý mà hai người không có cười. Đúng rồi. Bây giờ đang kiếm ăn gì trên đảo thì còn không được kiếm được gì đâu. Ừ. Rồi cũng thân xác hao gầy rồi cũng đi về cát bụi thôi. Sao nói nặng vậy anh? Sao sợ quá vậy? Anh đây vui không? Vui. Ê, có khi nào á, nãy giờ anh em mình chơi quá trời, mình thua xong rồi hai người đó đem lại cái gì đó cho anh em mình không? Giống như đem lại chiến thắng cuối cùng á. Ồ, quá 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 quá, không nên làm hư bạn. Quá 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 quá, không nên làm hư bạn. Cảm ơn các bạn, cảm ơn tất cả mọi người đã có những cái giây phút dù nắng nhưng mà chơi hết mình. Đúng quý vị, đây là chương trình Hai Ngày Một Đêm Tự Do Tự Do.